Xin mến chào tất cả quý vị và các bạn đã đến với video của Huấn Audio. Anh em đang quan sát trước mình đây, ở bên mình về hai mẫu phân tần để dựng cho loa full đơn, đánh cho những cái dòng bass côn 75 và côn 100 đối với bass, và kèn loa tép đó thì kèn 450 và kèn côn 75, có hai mã này. Mình sẽ giới thiệu chi tiết từng mã một nha. Giới thiệu mã chất nhất là mới về hôm nay. Mình phân tần đây, một cái mạch màu đen và dùng hai con tụ đen hàng chất lượng, và ta có hai cuộn xeo dành cho hai đường loa, một đường loa bass và một đường cho loa tép. Mà một đặc biệt con này thì anh em quan sát đây là dùng những con chở nhôm, những con chở nhôm lên tới 50W. Anh em mới 50W ở đây đó. Ba con chở nhôm 50W rất chất lượng. Và ta có cuộn xeo dành cho loa tép, những con chỉ số cho loa tụ ở đây. Thì như con này là con 1UF này, 400V đó, đánh cho kèn 750 thì phải 400V như này thì yên tâm anh em nhé. Thực chất là 250V cho thoải mái rồi, nhưng con này bản là bản 400V đó. Tiếp tục con này con 3.3 này, những con chỉ số tụ lại 3.3 tụ đen. Và con này là con dập mát cho nó bát, con này là 12UF. Tiếp tục đến là một con 2.2 ở đây. Đằng sau cũng được sơn đen. Mình sẽ đo kích thước cái mạch này để giới thiệu với anh em mình. Nhiều lúc mình làm video này mình không đo cái kích thước thì anh em mình không biết chính xác nó là bao nhiêu, đúng không ạ? Như con này là 12 chiều rộng và chiều dài của nó là 19,5, sấp xỉ 19,5 cm. Đối với mạch phân tần này có model là 005. Phân tần model 005. Giá thành bán cho mạch này là 850.000 đồng. Đánh cho dòng bass tối đa là côn 100, và ta có đánh cho loa tép là 750, nghĩa là côn 75 của tép là tối đa. Lắp được cho cả từ thường và từ neo anh em nhé. Từ thường và từ neo đều được. Đã bên mình đã ghép. Mã đầu tiên. Tiếp tục đến mã thứ hai. Mã này sẽ là mã nhỏ hơn đó, để lắp cho những dòng loa bass, là loa bass côn 75, 25, 30, 40 đều lắp được con này. Anh em là côn 75, một đường bass và một đường tép. Phần full đơn chỉ có vậy. Và đây tiếp tục ta có là input là chiều vào, hai con tụ dành cho hai hai cuộn xeo dành cho hai đường đó. Anh em xem đây. Và đây cũng là một con dập mát để dành cho nó bát, và con chỉ số tụ ở đây. Như vậy con này thì sẽ dùng chở sứ anh em nhé, chở sứ 20W, ba con 20W. Nó là bản đánh cho kèn 450 thì nó không cứ phải cần phải đến 50W, nó quá lớn anh em nhé, nó quá lớn. Những chỉ số ở đây. Phân tần có model là 004, đánh cho các dòng kèn 450 đổ lại anh em nhé, là hợp lý. 450 đổ lại là hợp lý, anh em ý điều đấy không? Đánh được 450 thì đánh được 350, anh em nhận đánh được 350 đó. Đánh cho loa bass côn 75, từ thường từ neo đều được, từ thường từ neo đều được. Phân tần có model là 004 và giá thành bán cho phân tần này là 750.000 đồng anh em nhé, 750.000 đồng một đôi và được bao ship luôn đó, để anh em mình có vào việc được để dựng loa full đơn. Cả hai mẫu anh em mới xem đều là full đơn. Bên mình về mẫu mỗi loại 10 đôi anh em. Đây là một cặp này, để đây là một cặp hai chiếc này. Để bày cho anh em mình xem. Những lúc bên mình làm chỉ bày lên một đôi thì anh em nghĩ không có hàng. Thực ra là bên mình đây là mình về mẫu, còn thông thường bên mình sẽ về số lượng lớn. Được khi là mình đã test cái loa này, thì mình đã test xong xuôi thì mình đo chỉ số xong xuôi rồi, những cái tần số nó yêu cầu về dựng loa full mà hay thì bắt đầu mình sẽ ráp phân phối nhiều. Những cái dòng này thì bên mình có bán buôn nha anh em nhé, có bán số lượng cho anh em. Anh em chỉ cần lấy từ 3 đôi trở lên là đã có giá bớt rồi anh em nhé. Anh em lấy càng nhiều bên mình càng có những cái giá tốt nhất cho anh em. Toàn nên là bên mình nhập trực tiếp thôi, nhập qua công ty luôn chứ không qua một đơn vị trung gian nào cả, nên sẽ giá rất tốt. Vì phân tần bên mình làm rất là mạnh nhé anh em nhé, rất là mạnh. Rất mong hợp tác được với anh em nhé. Anh em nào mà thợ còn lấy nhiều thì liên hệ.
Cảm ơn anh em đã theo dõi video. Để được tư vấn về sản phẩm cũng như mua bán, xin gọi điện cho bên mình qua số máy 0904612323. Và anh em hãy đăng ký kênh để nhận được sản phẩm mới nhất bên mình đăng lên. Chân thành cảm ơn.